Dạ, xem xin chào cô chú anh chị đã đến cái đường like của xem vlog. Xem xin chào hết các anh chị nha. Dạ em chào anh chị Cam Nguyễn. Dạ em chào Trung Cao. Rồi xem chào hết tất cả các anh chị, chào Trung Giao. Thì em xin cũng nói sơ qua một chút xíu cho cô chị, cho cô chú anh chị biết thì cách đây mấy bữa thì cái vụ mà ra tòa của bé Gia Bảo đó, rồi tới cái việc mà tạm đình chỉ cái việc điều tra trục lợi á. Dạ cái kênh này lâu quá em không có like, em không có like để cho nó có tương tác với chú chị. Và bữa nữa em xách cái kênh này em đi chiến với chị. Cái kênh này là thật sự là cái kênh nó nói về tỉnh Thất Bồng Lai nhiều, nên là em muốn giữ cái việc tỉnh Thất Bồng Lai ở cái kênh này nhiều hơn. Nên là em mong quý vị là cất bước cất bước chạy show. Dạ, em chào Sơn Bùi, chào chị Phương, chào Học Cẩm Hồng. Thì em có nói về cái việc mà có cái giấc mơ rất là lạ của chú anh chị. Có giấc mơ gì mà có tòa án tối cao, rồi lại có nhiều cái mà nó về pháp lý. Em biết cái này phải hỏi hàng quỷ hàng thuận á, nhưng mà giấc mơ của em thành sự thật rồi quý vị. Giấc mơ của em nó thành sự thật rồi. Hồi nãy các anh chị thấy hàng thấy hàng thuận nó comment không, 4-5 ngày nữa có biết hai chị xem ai biết đâu, có biết hay không ai biết. Tối ông anh bực có đôi tách xanh anh gõ đầu mình thì mình chạy thôi. Dạ em chào chị Ngọc Anh Lê Thị. Tối thì anh bục anh ghé ngang đầu giường anh gõ cốc cốc cốc, let's go, thế là em đi thôi. Dạ em chào chị Thanh Thủy, chào Châu Nguyễn sữa bóng nước. Mơ sao em chỉ mơ trúng việc lát đã. Dạ em chào anh Lê Văn Quang. Dạ chào anh Nguyễn Văn Tới. À, mơ trúng việc lát hả? Trời ơi, cái giấc mơ đó không bao giờ nó đến trong đầu chị, tại vì cái giấc mơ có mua vé số đâu mà có mà nằm mơ chị cho nó mệt. Thì cái giấc mơ của em đầu tiên là có rồi nha, còn giấc mơ thứ hai thì cha con mẹ nào mà tuyên truyền á, bỏ mất chữ của người ta, cái chữ của người ta là tạm đình chỉ mà mấy má mấy ba bỏ cái chữ tạm mà mấy má mấy ba kêu là đình chỉ á, thì chuẩn bị tém chuẩn bị kiếm cái gì ngon cái gì bổ ăn đi nha, cái gì ngon cái gì bổ ăn trước đi nha. Dạ em chào Võ Thuận. Đó, kiếm gì ngon cái gì bổ ăn đi để vài bữa rồi thèm cũng có ăn nha. À, nội mà đọc cái để quyết định tạm đình chỉ thôi mà đọc hồi nó bỏ mẹ đó cái chữ tạm của người ta còn cái chữ đình chỉ không à. Chào giáo chủ Tha Hương nha. Tín hiệu dạo này sao mà những cái án mà nó. Dạ em chào Chí Mai Nguyễn. Cái án mà của năm vừa rồi mà không giải quyết được là năm nay em nói làm sạch hết cho coi nè. Và cái thông tin trong tháng 3 này á, trong tháng 3 này cái việc mà của anh Điền Võ thì chắc cũng có khả năng rồi quý vị ạ. À, chắc là cũng có khả năng rồi. Và cái khả năng về cái việc mà tới ngày hôm nay thì em vẫn nghe cô Lan, Củ Chi, cô Lan vẫn nói với em, vẫn vẫn
vẫn nói trên đường live là hiện tại là các tu ca vẫn chưa được gặp người thân. Thì theo thông tin em biết được á, chào Thủy Tiên, theo thông tin em biết được á, là các anh đẹp trai sáu múi á, ảnh không có ngoan nghe, ảnh không có ngoan, nên là vì không có ngoan mà đi vô trại mà không có ngoan á, là nó rất khó về cái việc mà xét giảm án đồ này nọ ha. Mà em nghe nói rằng là sắp gió về rồi, gió nó khỏi dữ rồi, gió nó khỏi ào ào rồi. Thủy Tiên ơi, comment số điện thoại đi để mình cho người gửi rượu cho uống nè. Ở trong kênh có không? Ở trong kênh có số điện thoại không? Gửi rượu cho uống nè, cho biết cái rượu. Bà rượu này uống là phải có con vợ nó ngồi kế bên, mà không có người yêu sao mà đòi uống rượu được trời. Phải có con vợ ngồi kế bên mới được. Phải có con vợ ngồi kế bên mới được. Uống cái này mà không có con vợ là đảm bảo là sẽ đi vòng vòng thôi. Dạ anh bé, đừng có gửi rượu được. À rượu được đó, anh bé, rượu được đó. Trời, nó đó, một thùng. Rượu kia thì nó chỉ có ngâm một củ hai củ, cái này ta ngâm một ao luôn mà. Một ao luôn làm sao mà không được. Trời ơi, quá được đi, sợ là được quá rồi anh nhà mình chưa có vợ nữa là tối là đi gây án là em không chịu trách nhiệm đó nha, nói trước rồi đó. Nên là em chỉ nói là gió thổi về mé của gia đình ông cụ Long Dân, ông cụ Lê Trung Dân, là thấy là gió thổi dữ lắm rồi. Nên là hy vọng rằng là những cái gì mà trong thời gian vừa qua cũng đã có một cái cơ sở để mà giải quyết hết những cái việc tồn động, mà em hy vọng rằng là cô chú anh chị mình, những anh chị này mình mà còn đang theo dõi về ông cụ Lê Tùng Vân và những anh chị mình đang đấu tố về pháp luật á nha, hãy nhìn cho thật kỹ nè đó. Bữa nào mà lên danh sách mà gọi là chuyến đi thương gia khuyến mãi từ Tân Sơn Nhất về Los Angeles, Long An là đi xe tốc hành không có nhà. À quên, đi máy bay ưu tiên không đó, không có tính tiền vé, có nhân viên phục vụ. Có nhân viên phục vụ cho anh Gia, khỏe không anh, về khỏe không? Có nhân viên phục vụ nha, phục vụ tận tình luôn á, đúng không? Nè Thủy Tiên, cho chị em hỏi nè. Thủy Tiên thấy cô Lan lên công an được mấy lần rồi? Thủy Tiên biết được cô Lan lên Long An được mấy lần rồi? Đâu? Thương cô à? Hoa Nguyễn hả? Thủy Tiên biết được cô Lan bị công an mời mấy lần rồi biết không? Đâu? Thành thật chứ bình minh coi, ai nhớ nổi hả? Đây nè, rượu của CM nè, đó, ngâm cỡ này được không? Để vậy thì nó không đủ nè, ngâm trong cái bồn nuôi cá nè, đó. Vậy được không? Em chào chị Mỹ Nguyễn. Bữa nào rảnh rảnh hỏi cô Lan thử coi, cô Lan ngâm, quên, cô Lan công an mời được nhiêu rồi? À, thấy rượu không? Rượu này phải rượu Đinh Lăng không? Cho thì lấy nhoa hả? Thì xem gửi cho uống nè, được không? Đó, nhiều đây có nhiều đâu, có 150 lít à.
em chơi vậy đó, 500 lít đó, thấy chưa? Đóng cái kệ để rượu luôn, thấy không? Nè, đóng kệ để rượu luôn nè. Thử ơi, bữa nào phải xin gọi cô Lan thử coi, cô Lan bị công an mời mấy lần rồi? Trên 5 lần chưa? Mình nói nhỏ nhẹ là trên 5 lần rồi đó. Mình nói nhẹ nhẹ thôi á. Hứa tặng rồi nha. Đó, hôm nay xem hứa tặng nè, xem nói hứa tặng nè. Xem lấy số điện thoại rồi. Để cho nhân viên nó gọi. Hôm nay thì xem biết được thông tin là các anh chị trong các anh chị là những người có liên quan đến việc ông cụ Lê Tùng Vân trong vấn đề trục lợi nhờ những tiếng nói mạnh mẽ của truyền thông nè, và những kênh YouTube nè đó, những anh chị nào mà kêu gọi tiền đó. Thì hôm nay có một số anh chị cũng đã cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều cái khoản chuyển tiền từ nước ngoài gửi về kênh YouTube, và YouTube đó đem vô Thiền An bên bờ vũ trụ có những cái hình ảnh rất là đẹp quý vị, rõ nét. Và em chào anh Sông Đông, rõ nét rất là đẹp à. Làm sao Vũ hả? Tại thấy uống bia quá nên đâu có dám mời. Có những hình ảnh rất là đẹp, thấy không? Những đó gọi là những chiến sĩ thầm lặng đó à, thấy không? Họ không có cần phải hô hào, họ không phải cần phải la làng, nhưng mà họ có những hình ảnh rất là đẹp, rất là high five. Đó, như vậy mới gọi là cùi không sợ lỡ đó, thấy không? Người ta chấp nhận, người ta đương đầu với sự thật. Nếu đi ra tòa, còn cái việc mà lên mà đấu tố chửi lộn nhau trên mạng hồi chán lắm rồi, thiệt á. Em và anh Ba Phạm chán lắm mà, anh vợ chạy số á, chán lắm. Nên là em nói trong cái thời gian sắp tới đây cũng không có xa đâu, khi mà xem mà bật cái like của cái kênh YouTube này lên là quý vị biết là xem sẽ nói về tỉnh thất Bồng Lai, và tỉnh thất Bồng Lai còn nhiều chuyện nói trong cái vấn đề về trục lợi nha. Về trục lợi thì các anh chị cũng thấy rồi đó, họ đâu có tha đâu quý vị. Họ vẫn cho người gọi điện thường xuyên, hăm dọa thường xuyên những anh chị nào mà nó biết, anh chị nào mà tụi nó biết là có đơn thư ông cụ Lê Tùng Vân về cái vấn đề mà kêu gọi từ thiện. Nó gọi hàng ngày luôn quý vị, nó gọi mà tới nỗi mà gia đình ta chịu không nổi luôn á. Nên là cái vấn đề này cũng nên chấm dứt đi, em chị anh Hùng Nguyễn cũng nên chấm dứt đi là vừa rồi, thấy không? Còn những người nào mà đã gọi mà nhục mạ với những người mà đang có đơn thư tố cáo tại cơ quan công an chức năng của tỉnh Long An thì em hy vọng rằng là cơ quan chức năng cũng làm thịt luôn, để tránh cái tình trạng mà gọi là dùng luật rừng để mà uy hiếp những anh chị mà họ dám nói lên sự thật. Kinh khủng thiệt chứ, em thấy kinh khủng thiệt. Gần tới án là bắt đầu gọi còn nhiều hơn nữa. Gọi mà hăm dọa tới gia đình, con cái và nội ngoại hai bên luôn, có ghê chứ. Trời ơi, mấy anh chị coi luật rẻ quá vậy trời. Đó, có ông chia sẻ hồi Long đó. Ông tới trước cửa nhà anh Thủy Phan thôi mà giờ cũng sắp bất sang ban rồi kìa. Nó phải có luật như vậy đó mới sợ. Nên là trong thời gian sắp tới mà xem có liên quan gì tới tỉnh thất Bồng Lai, xem sẽ bật kênh này. Em mong các anh chị nào mà chưa đăng ký kênh hoặc là đăng ký kênh mà không có thông báo, chúng ta có thể hủy đăng ký và đăng ký lại dùm cho xem nha. Nhớ nhấn cái chuông có hai cái râu hai bên à, cái gì cũng phải đi đôi nha. Nhấn cái chuông đen thui có cái râu hai bên à, để khi mà xem bật like lên về tỉnh thất Bồng Lai trong thời gian sắp tới đây thì không biết ai sẽ là người được khởi tố vụ án rồi, chưa khởi tố bị can, thì không biết ai sẽ là người tiếp theo.
Nói gót mấy vị nội khỏe không hả? Nội dạo này nội cũng đang là làm cái bài là lúc nhớ lúc không, để chuẩn bị cái việc mà hoãn thi hành án. Hoãn thi hành án thì ngày tới ngày 14 tây tháng 4 này là hết hiệu lực của hoãn thi hành án của nội rồi. Mà thật sự ra nội cũng không cần phải làm cái trò đó nữa. Thật sự đưa nội vô trong trại giam mất công nuôi nội thêm mệt, thấy không? Cái việc nội có đi trại hay không nó không có quan trọng, mà cái quan trọng ở đây á có thấy được nội đâu, nghe đồn thôi đâu có thấy được nội đâu. Cái quan trọng ở đây á là cái bản chất sự việc nó không có khác gì bên cái drama của chị Hằng á. Đó là gì? Đó là những kênh YouTube có tiếng nói mạnh mẽ, đúng không? Kêu gọi tiền. Các anh chị nào mà có vô kênh của anh Điền Vlog hồi xưa đó, có cái tên là, bây giờ có cái tên là Điền gì cuộc sống Mỹ vậy đó, các anh chị vào đó xem đi. Cái việc mà anh chị cho tặng biếu cho các kênh YouTube là cái chuyện nó có nha, xem công nhận là cái chuyện nó có. Nhưng mà cái việc mà ăn chặn tiền, ví dụ như anh chị gửi 500 mà nó đưa vô 400 còn 100 bỏ túi á, thì thôi bên kia đầy. Em chào chị Tâm My, em chào chị nông thôn quê tôi. Bên kia đầy, nên là cái việc mà anh Điền ảnh đang cùng một số anh chị em khác mà giống như là bên cái kênh của chị Phương Nga Đoàn hồi xưa nha, hồi hôm nay thì em thấy đấu tố nó không vui rồi. Hồi xưa á lại vạch trần ra chân tướng những ai là Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho ai, kênh YouTube nào gửi giá bao nhiêu tiền đó. Cái đó xem rất thích, không phải thích là để cho người ta vô tù, mà tới một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các chị em, cô chú anh chị trên đất nước Việt Nam hoặc là ở nước ngoài có tấm lòng yêu thương gửi về cho kênh YouTube, để kênh YouTube đi làm những cái việc mình thấy nó hợp lý, nó chính đáng với bản thân mình. Giống như chị Tâm My Liễu Trần nè, giống như anh Gia Gia nè, anh thấy CM đi vậy anh thích, thấy không? Chị thích. Đây là các anh chị gửi tiền về cho CM đi làm, thì ít nhiều gì mình cũng kê khai, mình cũng phải có một cái bảng cần anh chị nhìn vô trên cái tab cộng đồng xem, ừ nó có ghi tên tôi nè, rồi tôi cộng trừ nhân chia lại nè, đưa những người ở trên đó tuột xuống là bao nhiêu tiền. Cái đó mới gọi là. Còn những anh chị nào em nói thiệt, trên cái đường live xem nè, từ bắt đầu xem đi làm từ thiện á, tới bây giờ á, tiền của các anh chị gửi vào, em có một số anh chị là rất thích nha, rất thích. Là thôi xem ơi, đi vậy tiền xe tiền cổ thôi để chị gửi thêm. Nhưng mà không, xem nói là các anh chị cứ gửi vào cái tài khoản đó, là số tiền nó hiện lên bao nhiêu là em sẽ chuyển bấy nhiêu. Tại vì em nghĩ rằng là em chưa có đủ điều kiện để mà làm, thì em nhờ các anh chị góp cùng với xem bỏ công bỏ phí để mà đi. Còn các anh chị góp sức cho xem để cho những đứa trẻ từ tỉnh thất bồng lai nó được đầy đủ, nó được ăn no mặc đẹp vậy, nó vẫn kể khổ. Thì những đứa khổ thiệt các anh chị đâu có thấy, thì nhờ những đứa khổ thiệt như vậy các anh chị thấy, các anh chị mới so sánh được, các anh chị mới hồi tưởng lại cái thời gian hồi xưa của mình. Mình cũng đi học cũng khó khăn, bây giờ mình qua bên kia mình có được một chút, mình gửi về mình xây dựng. Tốt, mình xây dựng là xây dựng, cái thứ nhất là muốn giúp cho những đứa trẻ đó nó có đầy đủ điều kiện hơn nó bây giờ, chứ phải được như những đứa thành phố này chắc không có đâu. Nó sẽ được như bây giờ, nó sẽ được hơn cái lúc nó đang khổ. Nó được cái áo đẹp, nó được nhiều cuốn sách, rồi nó được một cái toilet thơm tho, để mà khi mà lỡ mà có đau bụng, bệnh hoạn thì cũng có thuốc, cũng có toilet, cũng có nhà để tắm rửa, để cho nó sạch sẽ, nó thoải mái, nó khi nó bước chân vô học rồi nó mới cảm thấy ừ, cuộc đời này có những anh chị nó ở xa xa đâu không biết gì nó, mà nó vẫn về giúp tụi nó quấn khích tụi nó học giỏi hơn. Cái thứ nhất là để cho tụi nó có được cái cuộc sống tốt cái đã. Mình không giúp được nhiều quý vị, mình giúp được những cái nhỏ nhỏ xinh xinh đó, thì huống chi những kênh YouTube to bự chà bá lửa 4-5 năm nay vẫn kêu gọi
bao nhiêu tiền, bao nhiêu lòng tin của các anh chị đã ra đi từ cái tỉnh thất bồng lai. Thiện chí bây giờ mà nói mà kêu gọi thôi, tôi sợ YouTube lắm rồi, tôi sợ YouTube lắm rồi, tôi sợ những cái con người này lắm rồi. À, miệng nói vậy chứ mà làm không phải vậy, đúng không quý vị? Tự tạo cho mình một cái vết, rồi các anh chị tự làm mất lòng tin của những anh chị ở nước ngoài, rồi các anh chị lại làm mất cái cơ hội cho những người còn đang khó khăn, những đứa trẻ còn đang khó khăn ở tất cả các vùng miền. Nhà đã kiếm cơm hai bữa khó rồi, đâu mà chạy mấy chục cây số vừa đi vừa về, cả trăm cây số để cho con đi học một ngày được quý vị. Nên là thật sự là em muốn là cái gì cũng vậy, cho nó, em muốn các những anh chị đã đưa tiền vào tỉnh thất bồng lai, các anh chị phải cần phải làm rõ hơn để chi. Cái nào là của nội là của nội, cái nào là của YouTuber ăn là YouTuber. Giờ YouTuber thì nhà cao cửa rộng, vàng tiền gì đâu mà đầy nhà đầy sân, xe thì không thiếu chiếc nào. Mà trong cái đó tù tội thì để cho gia đình ông cụ Lê Tùng Vân bị đi tù làm sao được, đúng không? Lúc ăn thì chia đôi. Bây giờ đi tù bắt gia đình ông cụ Lê Tùng Vân đi tù sao chịu được, đúng không quý vị? Đi tù thương lắm đó trời, đi tù khổ lắm chứ thương đâu. Nên là thôi, cái nào của ông cụ Lê Tùng Vân á, nhận á, thì ông cụ Lê Tùng Vân khai, còn cái nào không phải của mình thì đừng có nhận, để mất công rồi mình nhận có 50 đồng à, bây giờ nó kê khai tới 100 đồng. Mình kê khai tới 100 đồng à. Rồi 50 đồng kia ai ăn, chẳng lẽ bắt ông cụ Lê Tùng Vân ở tù 100 đồng sao được? Ôi fan sợ gì? Mình nói đúng sợ gì? Đúng không? Tại sao mà công an Long An lại kêu gọi các anh chị Mạnh Thường Quân là phải kê khai những cái số tiền đã đưa vô tỉnh thất bồng lai để chi? Để biết rõ rằng là ổng chỉ ăn có nhiêu đây thôi, mà giờ bắt ổng phải trả nhiêu đây làm sao mà có. À đúng rồi, ăn đồng chia đều, chia đều, đem đều mặt kiến vô chứ. Ăn đồng chia đều chứ. Chứ sao thằng ăn người bắt thằng kia ỉa, không có ăn đâu mà nó rồi có một cái mà đĩa. Nên là em hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới đây thì khả năng em đồng hành với Thuận nó nhiều hơn quý vị, tại vì từ nó mà nó đi, nó phải xuống nhà em nó mới đi được, thấy không? Nên là hy vọng rằng là dù kênh em hay kênh Thuận gì, hay tất cả các anh em nào mà còn đang nói dịch đất bùng lai á, giống như Đạt Long An đồ này nọ, thì bật like lên bất thình lình là quý vị biết là biến tới nha. Đó, thì hôm nay thì em cũng trao đổi với một số anh chị là những công việc vậy. Em lại kêu gọi một lần nữa các anh chị nào là Mạnh Thường Quân của tỉnh thất Bồng Lai mà đã không chuyển thẳng vào tỉnh thất Bồng Lai mà chuyển qua một bất cứ một kênh YouTube nào đó, thì nên đề nghị các anh chị là phải làm rõ minh bạch cái số tiền mà người ta đã chuyển vào tỉnh thất Bồng Lai, để tránh cái việc mà ông cụ Lê Tùng Vân chỉ có ăn được có 50 mà phải bắt tội tới 100 nha. Rồi em chỉ thông báo gì các anh chị. Dạ, xem xuống like, xem có công việc để đi nha cả nhà. Em bye bye cả nhà.